Khởi đầu từ mong muốn mang đến nhiều cơ hội tốt hơn cho khách hàng, đóng góp giá trị bền vững để xây dựng đất nước. Chúng tôi luôn nỗ lực thay đổi, làm mới mình mỗi ngày để kiến tạo một hành trình 10 năm nhiều dấu ấn tích cực, một thập kỷ không ngừng trao đi các giá trị, chắp cánh cho nhiều ước mơ được bay cao. Vietlott, mới để tốt hơn. Năm 2011, ngành xổ số Việt Nam chào đón một thành viên mới, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam Vietlott, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đã mang tới loại hình xổ số tự chọn hiện đại, mới lạ, hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott trao quyền quyết định chơi và cách chơi cho khách hàng. Vietlott luôn theo đuổi mục tiêu các sản phẩm xổ số phải thực sự đem đến sự giải trí lành mạnh. Từ khi thành lập đến nay, Vietlott đã trải qua nhiều dấu mốc quan trọng, đánh dấu những bước đi thần tốc và mạnh mẽ. Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Vietlott chính thức triển khai kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ sau hơn 5 năm chính thức triển khai các hoạt động kinh doanh, doanh thu của Vietlott đã đạt 22.000 tỷ đồng, trả thưởng hơn 13.000 tỷ đồng và có gần 290 tỷ phú trúng giải jackpot hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Đã có khoảng 400.000 tài khoản tham gia dịch vụ Vietlott SMS. Vietlott đã đóng góp khoảng 6.200 tỷ vào ngân sách các địa phương để đầu tư cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, chống biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới. Với hệ thống kinh doanh phủ sóng trên toàn quốc và mạng lưới hơn 5.600 thiết bị đầu cuối, Vietlott đã góp phần tạo ra 11.000 việc làm trên khắp cả nước. Ngoài ra, Vietlott cùng hệ thống kinh doanh bao gồm đối tác, đại lý và người trúng thưởng đã thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội trên toàn quốc. Không chỉ phát triển trong nước, Vietlott còn luôn cố gắng hội nhập với quốc tế. Vietlott là công ty xổ số duy nhất của Việt Nam, là thành viên Hiệp hội xổ số châu Á Thái Bình Dương APLA và Hiệp hội xổ số thế giới WLA. Từ ngày đầu thành lập với 4 nhân sự đầu tiên, thì qua thời gian thì Vietlott từng bước đã trưởng thành. Đến nay đã có 200 cán bộ nhân viên với 8 phòng ban chức năng và 6 chi nhánh trải dài trên toàn quốc. Để đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ cho thời gian vừa qua, bên cạnh việc Vietlott kiến tạo và xây dựng văn hóa làm việc trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhân văn, thì tập thể cán bộ nhân viên của Vietlott luôn tự hào với sứ mệnh của Vietlott, đó là hiện đại hóa ngành kinh doanh xổ số và trò chơi giải trí có thưởng của Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm. Tinh thần luôn mới đã giúp Vietlott mang đến những thay đổi lớn bằng việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trên thế giới để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn hơn, bắt kịp với xu hướng của toàn cầu, nâng cao trải nghiệm của người chơi xổ số Việt. Đó là việc hợp tác cùng tập đoàn Bơ ra nhà, Vietlott đã cho ra mắt nhiều sản phẩm xổ số tự chọn hiện đại và hấp dẫn. Hệ thống kỹ thuật của Vietlott đáp ứng tiêu chuẩn G7 và được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. Việc vận hành hệ thống kỹ thuật được đánh giá và thẩm định bởi các đơn vị có uy tín trên thế giới. Hệ thống thiết bị quay số mở thưởng độc lập với hệ thống bán vé được cung cấp bởi SmartPlay, một đơn vị cung cấp thiết bị quay số hàng đầu thế giới của Mỹ. Đồng thời, quá trình quay số mở thưởng được truyền hình trực tiếp công khai và được giám sát bởi Hội đồng Giám sát xổ số theo quy định của pháp luật. Tiếp nối sứ mệnh hiện đại hóa ngành xổ số Việt Nam, Vietlott đã hợp tác với 3 mạng viễn thông lớn Mobifone, Vinaphone và Viettel để phân phối xổ số tự chọn qua điện thoại. Với những nỗ lực không ngừng và tinh thần luôn đổi mới, Vietlott đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, luôn nằm trong top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam và top 10 thương hiệu mạnh ngành dịch vụ số bán lẻ năm 2020-2021. Chứng nhận chơi có trách nhiệm cấp độ 2 của Hiệp hội xổ số thế giới WLA. Trong 10 năm tới, chúng tôi đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi có thưởng của Việt Nam. Để làm được điều đó, chúng tôi phát triển trên 3 trụ cột vững chắc. 1 là tính minh bạch, 2 là trách nhiệm trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng, và 3 là ứng dụng các công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ xây dựng một tập thể đoàn kết có đủ tâm lực, trí lực và thể lực để đưa Vietlott ngày một phát triển. Hành trình 10 năm đầy tự hào của Vietlott đã mang đến cho người Việt sân chơi lành mạnh, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam ngày càng trở nên mạnh mẽ, góp phần hiện đại hóa và minh bạch ngành xổ số và trò chơi giải trí có thưởng, thay đổi tư duy của người tham gia, đó là chơi có trách nhiệm. Trong hành trình vạn biến của thời gian, những giá trị đích thực sẽ tồn tại vững bền. Vietlott luôn tiên phong mở lối, sáng tạo và nỗ lực không ngừng để luôn mới. Mới trong văn hóa chơi xổ số, mới trong công nghệ và đóng góp ngày càng nhiều nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mang lại nhiều giá trị vững bền và chinh phục những tầm cao mới. Vietlott, mới để tốt hơn.